Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để gieo hạt trong bầu. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị đất vi sinh, túi bầu ethylene màu đen, hạt giống. Ở đây mình có sử dụng hạt đỗ xanh, các bạn có thể sử dụng hạt khác nha. Bát để ngâm hạt, bình tưới phun và một ít chấu, nước đun sôi, nước nguội sạch, một cái khăn và một cái đĩa. Cách tiến hành: bước 1, trộn đất thật đều để cho không còn vón cục. Bước 2, làm bầu dinh dưỡng, cho đất vào bầu. Ấn thật chặt vào dưới đáy bầu để cho bầu có thể đứng vững được. Sau đó, chúng ta tiếp tục cho đất vào bầu để chừa phía trên khoảng 3 cm. Vỗ nhẹ tay vào bầu, cứ thế cho đến hết. Mình đã cho được đất vào trong 4 cái túi bầu này. Bây giờ bước 3, mình sẽ xếp bầu vào trong cái hộp này. Bước 4, xử lý hạt trước khi gieo. Đây là cốc đong nước của mình. Nó được chia theo tỷ lệ 3 phần, 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ pha nước theo tỷ lệ 2 sôi, 3 lạnh. Dùng thìa khuấy đều phần nước lên. Cho hạt giống vào ngâm từ 20 đến 30 phút. Sau khi ngâm, tiến hành vớt hạt. Tiếp theo, mình sẽ lấy một cái khăn ẩm, mình bỏ hạt vào. Bây giờ mình sẽ tiến hành ủ nơi kín gió ấm đến khi hạt đứt nhanh rồi đem gieo. Đây là hạt giống sau khi ủ của mình, bây giờ mình sẽ mở ra. Oh wow, như các bạn đã thấy, hạt của mình đã nứt nhanh hết rồi. Bước 5, gieo hạt vào bầu, mỗi bầu gieo từ 1 đến 2 hạt giống. Tiếp theo, mình sẽ lấy đất nắp hạt. Độ sâu từ 1 đến 2 cm. Tiếp đó, mình sẽ nén nhẹ đất. Rồi phủ lên một ít chấu. Mình sẽ tưới nước bằng bình tưới phun. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và
đây là cây đỗ sau 4 ngày của mình.